Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ngày Đọc Truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 129 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư, Nhóm Dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 129 của bộ truyện này. chuyện cháu trai nhà họ Trương không có gì hơn chính là đứa bé bị một số âm hồn quấy nhiễu mà thôi. Phương Minh vẽ một tấm bùa chú, sau đó khiến cho Trương Đại Gia mang theo cháu trai của ông ấy đi cung tế thổ địa gia còn có tổ tiên. Vấn đề này cũng được giải quyết xong xuôi. Đương nhiên, cho dù không đi cúng tế, kỳ thực cũng không phải là việc lớn gì. Bốn ngày trước trong thôn có một người lớn tuổi chết đi. Nếu như Phương Minh đoán không nhầm, hẳn là hồn phách của lão nhân kia không nhận ra cháu trai của nhà họ Trương, cho nên trêu đùa đưa bé một chút thôi. Đợi khi người già lên đường xuống ngầm vũ, đưa bé cũng sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp. Sau khi đưa tiễn đám người nhà họ Trương, một mình Phương Minh bắt đầu đi lang thang trong khu làng du lịch. Từng gốc cây ngọn cỏ nơi này đều do tự tay hắn trồng, tự tay thiết kế. Nhìn cây ăn trái khắp đồi một cổ cảm giác thành tựu lan tràn trong đầu của Phương Minh. Tốc độ long mạch phục hồi còn nhanh hơn tưởng tượng của mình rồi. Xem ra không cần tới 20 năm đã có thể phục hồi như trước. Lần điều tra này hao tốn hơn một giờ của Phương Minh. Đồng thời điện thoại di động của hắn cũng vang lên vào đúng lúc này. Vừa nhìn số điện thoại này, Phương Minh cũng biết hẳn là bên kia đã có tin tức. Cậu Phương, Chúng tôi đã thẩm tra được rồi. Lão bà kia là người của bác trại trong thập bát trại tộc sinh miêu ở Nam Cương. Vì tìm kiếm một loại thảo dược mới từ Nam Cương vào đây. Ngoài ý muốn phát hiện bí mật của khu làng du lịch cho nên mới động tâm tư. Nghe đầu bên kia điện thoại hồi báo, Phương Minh không cảm thấy bất ngờ. Bồi dưỡng bản mệnh cổ trùng, ngoài trường người của thập bát trại thì coi rất ít cổ sư làm như vậy. Các người dự định xử trí ra sao?" Phương Minh nhàn nhạt hỏi. "Người này làm trái với quy định, dựa theo quy định của chúng ta trong giới tu luyện sẽ bắt giữ 5 năm. Sau khi được thả, trong vòng 10 năm tiếp theo phải tiếp nhận chúng ta giám thị." Bắt giữ 5 năm, sau khi thả ra lại bị giám thị, nguyên nhân phải giám thị vì rốt cuộc người bị bắt cũng là người tu luyện. Nếu như lòng có oán niệm muốn trả thù xã hội sẽ tạo thành ảnh hưởng tồi tệ đối với xã hội thế tục, thậm chí rất có thể sẽ làm tổn thương đến rất nhiều người vô tội. Mà dựa vào tuổi tác của lão bà kia, đoán chừng cũng không nhất định có thể sống thêm 15 năm, nhất là khi bản mệnh cổ trùng bị tiểu hắc cắn nuốt, càng tổn thương nguyên khí nặng nề, sợ rằng ngay cả thời gian 5 năm cũng không có sống nổi. Tôi không có ý kiến, cứ làm như vậy đi. Phương Minh cúp điện thoại, gọi Tiểu Hắc một tiếng. Sau khi đi tới làng du lịch này, Tiểu Hắc cũng chơi vui tới điên mất. Tất cả trái cây ở đây đều gặp phải độc thủ của nó. Chuyện này còn chưa tính. Sau khi tai họa hết cây ăn trái, lại nhảy vào trong đập chứa nước, thỉnh thoảng trong miệng còn ngậm mấy con cá. Mặc dù những con cá này không có lớn, nhưng sau khi Phương Minh nhìn thấy, khóe miệng cũng co quắp. Đây đều là số cá hắn mua bỏ vào từ khi đập chứa nước còn khô khốc. Đây mới thật sự là cá lớn, cũng là số cá đã hấp thu được long mạch chi khí ngay khoảnh khắc khi long mạch sống lại, quý trọng không gì sánh được. Nghe được tiếng la của Phương Minh, Tiểu Hắc có chút không tình nguyện, nhưng rốt cuộc vẫn bò lên trên bờ, lắc lắc bộ lông. Nước trên người như mưa xối xả bắn tung tóe ra xung quanh. Toàn bộ lông lại khôi phục dáng vẻ trơn tuột như lúc trước, ngay cả một giọt nước cũng không có lần này trở lại làng du lịch phương minh không có ý định trở về nhanh như vậy quyết định ở chỗ này thư thả nghỉ ngơi mấy ngày ngày trôi qua cũng rất mãn nguyện chẳng qua thẳng cho tới khi thấy một người tâm tình tốt đẹp của hắn trong nháy mắt liền không còn trương tư hàn trương tư hàn thấy phương minh mang nét mặt nghiêm túc nhìn về mình cũng là đầu óc mơ hồ mấy ngày nay bởi vì trong nhà có việc cho nên cậu ta không có tới làng du lịch nhưng người trong làng du lịch cậu ta đều biết có thể xác định người trước mặt này khẳng định không phải người của làng du lịch chẳng lẽ là khách của làng du lịch sao nhưng mà bản thân mình lại không nhận ra người này vì sao ánh mắt người này nhìn mình giống như nhìn đạo tặc nét mặt tràn đầy đề phòng cùng bất mãn trương tư hàn à đây là anh phương minh là anh trai tốt của tôi đó cũng giống như anh ruột lúc này tần tuyết cũng từ căn nhà gỗ đi tới nhìn thấy biểu tình của anh mình lại quay qua nhìn dáng vẻ đầu óc mơ hồ của trương tư hàn liền vội vàng mở miệng giải thích một câu thì ra là anh của tiểu tuyết em chào anh em tên là trương tư hàn là bạn học cùng lớp với tiểu tuyết trương tư hàn vừa nghe tần tuyết nói trên mặt lộ ra dáng tươi cười chẳng qua căn bản phương minh không cho cậu ta sắc mặt tốt đương nhiên hắn biết tên oắt con này là bạn học của em gái mình trước đây cũng chưa từng thoải mái với cậu ta lần nào không nghĩ tới tên oắt con này lại dính chặt như keo da trâu đến bây giờ còn giang lấy em gái của mình thấy căn bản là anh của tần tuyết không thèm nhìn mình trong lòng trương tư hàng cũng cảm thấy rất phiền muộn lời nói không có lương tâm trước đây đột nhiên anh trai của Tần Tuyết qua đời. Tuy rằng cậu ta cũng an ủi Tần Tuyết, sợ Tần Tuyết không có chịu nổi đả kích, nhưng trong lòng vẫn âm thầm có chút vui vẻ. Bởi vì từ nay về sau sẽ không có người nào ngăn cản mình theo đuổi Tần Tuyết. Trước đây, anh trai của Tần Tuyết đề phòng mình như đề phòng lan sói, đủ loại sai xử cậu ta. Thật vất vả khổ cực, đợi anh ta chết. Nhưng không nghĩ tới Tần Tuyết lại mọc thêm ra một người anh hơn nữa thái độ đối với mình còn giống anh ruột cô ấy như đúc. Lẽ nào toàn bộ người làm anh trong thiên hạ này đều chán ghét em rể mình sao? Cậu không biết, anh này mặc dù không phải là người anh kia, nhưng mà hồn phách lại chính là cái hồn kia. Trương Tư Hàng đã rất tự luyến, tự cho rằng mình là thân phận em rể. Tuy rằng nửa năm qua, cậu ta và Tiểu Tuyết cũng không có hành động gì vượt tuyến, nhưng chi ít Tiểu Tuyết cũng không coi cậu ta là người ngoài. Nguyên vốn còn muốn đợi khi tốt nghiệp trung học, đến lúc đó ghi danh cùng một trường học với Tiểu Tuyết. Sau đó vượt qua cuộc sống hạnh phúc song túc song phi. Nhưng bây giờ đột nhiên lại lòi ra một người anh trai. Hơn nữa, nhìn thái độ của Tần Tuyết này đối xử với người anh trai kia không khác gì anh trai ruột. Còn hổ mập tôi rất là tức giận đây. Nhìn thấy Trương Tư Hàng, trong lòng Phương Minh cũng không vui thằng nhóc này đối với em gái mình thật đúng là tặc tâm bất tử. Tự mình phải tìm thời gian nói chuyện với em gái một chút. Không được, không thể nói với em gái mình. Da mặt em gái mình mỏng. Hơn nữa, mấy đứa nhỏ ở độ tuổi này đều có lòng phản nghịch, phải uyển chuyển nhắc nhở. Đúng, đi tìm thường đại gia, nói cho thường đại gia dựng một tấm bản ở cửa làng du lịch. Trương Tư Hàng không được đi vào một hai ngày tiếp theo, tần tuyết thường thấy anh trai mình đăng bài lên weibo cá nhân. chấn kinh học sinh cấp 3 yêu đương kết cục cuối cùng là con gái nhất định phải cẩn thận những loại nam sinh này không thể đụng được. cái gọi là yêu sớm là thanh xuân, chẳng qua chỉ là thương gia kinh doanh phải cảnh giác a. À. nếu như không phải đã nhìn kỹ tên weibo vài lần, tần tuyết sẽ tưởng rằng người đăng bài này là thầy cô giáo mình. Nhưng mà Tần Tuyết không biết, ngay khi Phương Minh đăng mấy bài báo này lên, thì phần bình luận bên dưới cũng nổ tung. Tần lỗi Cậu Phương nói rất đúng Thụ động chia sẻ Trần Trạch Bị trộm ai đi Hòa Minh Minh Trả thù xã hội Lăng Huyền Huyền Chúc mừng cậu sớm tiến vào thời kỳ già nua Dùng nhập vào vòng bạn bè của người già Diệp Tử Dù không thể hiểu nổi hàng kiều kiều đố kỵ khiến nhân cách của người ta không còn chưa từng đi học không là lỗi của cậu đâu alice anh trai à anh nói rất đúng nhất định alice sẽ không có yêu sớm đâu ngày hôm qua cháu trai của chú vương ở sát vách đó còn tặng búp bê cho em em đã trực tiếp ném đi rồi ai là ai là ai đã đồng ý cho Alice nhỏ tuổi như vậy mà chơi điện thoại di động? Vì sao còn biết trả lời bình luận chứ? Dù thế nào đi nữa, ngoại trừ trương tư hàng khiến hắn bị ảnh hưởng ra. Một tuần lễ phương minh ở làng du lịch này, mỗi ngày trôi qua thật sự rất là nhàn nhã, thoải mái. Đi đỉnh núi dạo chơi, lúc không có chuyện gì làm, thường đánh vài ván cờ cùng thường đại gia, giải đáp một số nghi vấn của cao nguyên châu ở phương diện phong thủy không quá một tuần lễ sau, Phương Minh không thể không quay về, bởi vì đại trụ đã gọi điện thoại. Sau khi cửa hàng vu đạo khai trương, rốt cuộc cũng nên đón vị khách đầu tiên. Đồng thời, Lão Hoàng cũng từ nông thôn trở về Thượng Hải. Cũng giống như lúc tới, thời điểm ra đi, Phương Minh cũng không để mọi người đưa tiễn. Tuy rằng Tần Tuyết có chút luyến tiếc, nhưng sau khi biết anh trai mình ở Thượng Hải, sau này bản thân mình cũng có cơ hội gặp lại anh ngược lại cũng không quá bị thương như trước mà đối với thường đại gia cũng có chút không muốn nguyên nhân bởi vì hắn đi thì ông ấy sẽ thiếu một bạn đánh cờ đầu năm nay phần lớn người trẻ đều ôm điện thoại di động cùng chỉ có mấy người nguyện ý đánh cờ cùng ông càng nguyên châu càng là hận không thể khiến cho phương minh có thể mãi ở lại nơi này mặc dù có bút ký tông sư phong thủy lưu lại nhưng có nhiều chỗ hắn vẫn nghiên cứu mãi mà không hiểu mà nếu có cậu Phương ở đây chỉ điểm, tốc độ hiểu rõ bản bút ký này của hắn không biết sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Nói chung, đối với chuyện Phương Minh rời đi, toàn bộ người của làng du lịch đều không nở, duy chỉ ngoại trừ một người, đó chính là Trương Tư Hàng. Nếu như không phải thấy tâm tình của Tần Tuyết có chút suy sụp, Trương Tư Hàng thậm chí đều muốn cất tiếng cười to. Cuối cùng cũng đi rồi, trời xanh thấy thương mình, rốt cuộc anh ta cũng không có ở đây, mình không cần sợ hãi rụt rè, trốn trốn tránh tránh. Tại phố Đồ Cổ, khi Phương Minh từ xe taxi đi xuống, mới vừa đi tới cửa hàng nhà mình, còn chưa bước vào, một cây bóng màu vàng bắt đầu từ bên trong vọt ra. Đôi mắt của Lão Hoàng rơi vào trên người Phương Minh, một người một chó bốn mắt nhìn nhau, trầm mặt suốt vài giây sau. Sau một khắc, Phương Minh cúi người, mà lão hoàng cũng nhào tới trong nháy mắt hai móng vuốt khoác lên trên vai của phương minh đầu lưỡi không ngừng liếm láp mặt của hắn tiếng kêu trầm thấp từ trong miệng lão hoàng phát sinh hai tay phương minh nắm đầu của lão hoàng dùng móng tay cẩn thận cạo rỉ mắt nơi khoe mắt của lão hoàng xuống sau đó vỗ vỗ đầu chó của lão hoàng lão hoàng à nhớ tao chứ đuôi lão hoàng không ngừng lay động như nói với chủ mình rằng tôi nhớ cậu ra sao Chẳng qua đúng lúc này Tiểu hắc trong ngực phương minh không có chờ được Từ trong lồng ngực hắn nhảy ra Trực tiếp nhảy tới trên đầu của lão hoàng Tiểu hắc xuất hiện Khiến cho lão hoàng rống giận một tiếng Chẳng qua theo tiểu hắc chích chích ra ra Kêu vài tiếng Cảm xúc của lão hoàng lại an ổn Chỉ là xoay người một cái Kéo tiểu hắc ném tới trên mặt đất Phương Minh không biết tiểu hắc nói gì Cùng với lão hoàng Nhưng hắn tin tưởng Hai tên này là đang giao lưu dù sao trước đây khi hắn đưa Tiểu Hắc tới Thượng Hải, Tiểu Hắc cùng Lão Hoàng thân thiết với nhau nhất. Hai thằng nhóc này còn thường xuyên chuồn đi cả đêm không có về. Hắn cũng không cần biết hai tên này câu kết với nhau làm việc xấu gì, dứt khoát liền làm như không thấy. Đi thôi, vào xem khách hàng cũ tới cửa hàng lần này. Phương Minh vỗ đầu Lão Hoàng cất bước đi về bên trong cửa hàng. Mà đợi khi Phương Minh đi tới cửa bên trong cũng truyền ra giọng nói của đại trụ nhất định là ông chủ đã trở lại rồi mấy vị ngồi đây chờ một chút tôi đi ra ngoài đón tiếp thấy lão hoàng đang nằm yên lành đột nhiên chạy ra đại trụ liền biết chắc là phương minh trở lại rồi hơn nữa hắn và phương minh cũng đã nói chuyện trước khi có người ngoài ở đây hắn sẽ gọi phương minh là ông chủ khi phương minh đi vào cửa hàng liền thấy trong cửa hàng có một đôi vợ chồng trung niên ngoài ra còn có một người quen đó chính là từ phú hào người trước đây đã cho phương minh thuê biệt thự thấy từ phú hào phương minh liền biết rõ mối làm ăn này là từ phú hào giới thiệu cậu phương đã lâu không gặp đại trụ nói với tôi chuyện cậu xuất ngoại một chuyến từ phú hào thấy phương minh lập tức chạy ra chào đón vô cùng nhiệt tình nắm tay phương minh mà trên mặt cặp vợ chồng trung niên đứng bên cạnh từ phú hào mặc dù có chút kinh ngạc nhưng không có quá nhiều ý muốn hiển nhiên trước khi đến từ phú hào cũng nói cho bọn họ trước rồi đến đây cầu phương tôi giới thiệu cho cậu một chút đây là bạn bè tôi trường vĩnh đây chính là vợ của bạn tôi lão trương ạ à. đây chính là cầu phương mà tôi muốn giới thiệu cho anh cầu phương nhìn nhỏ tuổi nhưng mà là cao nhân đó từ phú hào giới thiệu mọi người đôi bên Trương Vĩnh nghe nói như vậy lập tức đi lên cầm tay của Phương Minh mang trên mặt nụ cười chân thành. Xin chào cậu Phương. Đã sớm nghe đại danh của cậu từ miệng của lão từ. Vốn chúng tôi đến đây sớm để bái phỏng. Nhưng mà nghe nói đoạn thời gian trước cậu Phương không có ở Thượng Hải. Lúc này chúng tôi mới tới. Nghe thấy những lời Trương Vĩnh nói Phương Minh mỉm cười muốn nói ông ta đã nghe thấy danh tiếng của mình từ trong miệng từ phú hào thì còn có thể tin được nhưng nếu nói đã sớm muốn đến thăm mình đây chẳng qua là một câu khách sáo mà thôi ngành nghề này của hắn tương đối giống với bác sĩ trong lòng người nào mà không hy vọng đời này đừng bao giờ gặp bác sĩ mới là tốt nhất có một câu nói như vậy bất kỳ ngành nghề nào khi khai trương đều có thể treo bản chút chuyện làm ăn thịnh vượng duy chỉ có chuyện bệnh viện khai trương là không thể đương nhiên ngoại trừ bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình. Lên tầng trên ngồi đi. Phương Minh gật đầu, dẫn đầu đi về tầng 2. Tất cả bài biện trên tầng 2 cũng giống như trước. Hơn nữa, mấy ngày nay, đại trụ đều quét dọn sạch sẽ. Cho nên dù Phương Minh không ở, mỗi ngày cũng đều đốt thiền hương. Đương nhiên cũng không phải thiên tàm hương mà Phương Minh đã đốt vào ngày khai trương. Loại hương kia quá là trân quý, Phương Minh cũng không xa xỉ đến mức cho dù không có người nào vẫn đốt nó lên. Mặc dù nói hiện nay hắn không có thiếu tiền, nhưng mà thiên tàm hương là loại hương có tiền cũng khó mà mua. Chế tác thiên tàm hương cần trình tự làm việc cùng tay nghề cực kỳ đặc thù. Mặt khác cũng cần thời gian rất dài, không phải chỉ dựa vào tiền là có thể được. Phương Minh ngồi xuống ghế cũng ra hiệu cho từ Phú Hào, còn có hai vợ chồng Trương Vĩnh ngồi. Vừa cười vừa nói, nói một chút tình huống của mọi người đi trương vĩnh không nghĩ tới phương minh trực tiếp như vậy ngược lại có chút do dự liếc nhìn từ phú hào bởi vì dưới suy nghĩ của hắn những cao nhân kia không phải đều rất lợi hại sao liếc một cái là có thể nhìn ra người đến đây xin giúp đỡ đã xảy ra chuyện gì giống như đã biết trước tất cả mọi thứ ông chủ trương trên người ông và vợ ông không có điểm gì đặc biệt cho nên người gặp phải chuyện hẳn không phải là hai người mặt khác không nên quá thần thanh hóa bản lĩnh của tôi chuyện biết trước tương lai tôi còn chưa thể làm nghe được lời của phương minh trương vĩnh có chút ngượng ngùng cười chẳng qua rốt cuộc là người đã sống trong thương trường vài chục năm độ dày da mặt cũng vừa đủ lập tức nói cậu phương chê cười rồi cũng không phải tôi không có tin cậu phương nhưng mà vấn đề này có chút không thể tưởng, tôi cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Vậy thì cứ bắt đầu nói từ chỗ hai người cảm thấy không giống bình thường đi. Phương Minh ngược lại không để ý, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chờ Trương Vĩnh nói lời kế tiếp. Trương Vĩnh suy tư một lát, cũng không biết là vì đang sắp xếp ngôn ngữ hay đang ngại ngùng vì chuyện khi trước. Vài giây đồng hồ sau mới bắt đầu nói. Kỳ thực. Quả thật không phải chuyện của hai vợ chồng chúng tôi mà là một ngôi biệt thự chúng tôi coi trọng, cho nên muốn mời cậu Phương đi xem. Ở bên trong lời giải thích của Trương Vĩnh, Phương Minh đã hiểu rõ ý đồ khi hai vợ chồng nhà này tới. Từ Phú Hào cùng Trương Vĩnh là bạn thân trên phương diện làm ăn, cũng hay có quan hệ qua lại với nhau. Về phần cụ thể qua lại ra sao, chính là ngày trước hai người đều là người đầu cơ bất động sản. Sau khi từ phú hào không làm nghề này thì Trương Vĩnh cũng thu tay. Sau vài chục năm đầu cơ bất động sản, Trương Vĩnh quyết định mua cho mình một ngôi biệt thự để ở. Hắn cẩn thận tuyển chọn từ trong giới bất động sản, cuối cùng coi trọng một căn biệt thự. Giá cả của căn biệt thự này cũng không tính là đắt. Lấy kinh nghiệm nhiều năm đầu cơ bất động sản của Trương Vĩnh, liếc nhìn một cái liền nhìn ra tuyệt đối là một cuộc mua bán người bán lỗ vốn được xem như là người đầu cơ bất động sản, căn nhà bán với giá như thế nào thì lời, mà như thế nào thì lỗ, trong lòng của Trương Vĩnh đều có biết, tuyệt đối không phải bởi vì cần tiền gấp, bởi vì ở loại địa phương như Thượng Hải này, chỉ cần ngôi nhà nằm ở đoạn đường tốt, không lo phòng ở không bán được. Bình thường, người bán nhà đều giao phòng vào tay người trung gian môi giới, nếu như phòng ở không có vấn đề mà người bán hàng lại ra giá thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường, chắc chắn trung gian môi giới sẽ tự mua căn nhà này. Không nên xem thường mấy công ty trung gian môi giới chỉ có trụ sở văn phòng chừng 10 mét vuông này. Chỉ cần có thể là có lợi, dù là mấy chục triệu, bọn họ cũng có thể gom góp lấy ra. Hướng chi, người đại lý cùng đầu cơ bất động sản, vốn chính là câu kết với nhau làm việc xấu, hoàn toàn có thể kéo thêm mấy người khác cùng đầu tư vào vài cái biệt thự này. Chính bởi vì quen thuộc mờ ám trong này, vốn Trương Vĩnh đã muốn buông tha. Thế nhưng sau khi tới biệt thự kia kiểm tra, hoàn cảnh còn có phong cách thiết kế của biệt thự này. Hắn và vợ hắn đều rất thích. Quan trọng nhất là trong lúc đó hắn cũng đã mời người tới điều tra, cũng không phát hiện biệt thự này có vấn đề gì, cũng không có người chết. Người bán nhà cũng không có nợ nần tranh chấp gì căn nhà này cũng không bị gán nợ hay cho thuê. Đương nhiên cứ như vậy còn chưa đủ để cho Trương Vĩnh yên tâm, vì có thể khiến mình an tâm hơn, hắn mời được một số thầy phong thủy đến quan sát phong thủy của căn biệt thự này. Những thầy phong thủy này đều nói, phong thủy của căn biệt thự này không có vấn đề, hơn nữa còn nói thẳng, người thiết kế biệt thự này trước đây khẳng định cũng là một thầy phong thủy. Rất nhiều bày biện cùng bố cục đều phù hợp với đạo tàn phong nạc thủy Đến bước này Trương Vĩnh cũng triệt để an tâm đối với căn biệt thự này Sau đó trực tiếp dùng 30 triệu tệ để mua lại căn biệt thự này Sợ dĩ hắn có thể mua căn biệt thự với giá thấp như vậy Là vì người bán muốn lấy tiền hết một lần Sau khi mua căn biệt thự này Trương Vĩnh cũng không dọn vào ở ngay Bởi vì con trai đang đi học ở tỉnh quê hai vợ chồng còn cố ý mua một căn nhà ở gần trường học của con và ở cùng con nơi đó cho nên tạm thời để một người thân thích ở thượng hải vào ở căn biệt thự này mà vấn đề liền xuất hiện trên thân người họ hàng này của trương vĩnh họ hàng của trương vĩnh là một người cháu trai của hắn cũng là một sinh viên đại học ở thượng hải bởi vì đã học đại học năm thứ tư gần tốt nghiệp có đôi khi tìm việc làm đi thực tập không tiện ở lại ký túc xá trường, cho nên liền tạm thời ở trong căn biệt thự của Trương Vĩnh. Ngay từ đầu thì còn tốt, nhưng mà một tháng sau, đột nhiên Trương Vĩnh được trường học báo tin, nói là tinh thần của cháu hắn xuất hiện vấn đề. Bởi vì anh họ hắn chết sớm mà chị dâu của hắn đã lấy chồng khác sau khi anh họ hắn chết vài năm. Bác hai của hắn thì có tuổi rồi, cuối cùng vấn đề này chỉ có thể do hắn đi xử lý. trương vĩnh không có tin cháu trai mình có bệnh tâm thần qua nhiều năm như vậy hành vi cử chỉ của cháu mình đều rất bình thường cho dù mất cha mẹ từ sớm nhưng bởi vì ông nội bà nội yêu thương cả người cũng đều lạc quan tích cực sau khi trương vĩnh chạy đến bệnh viện tâm thần làm sao hắn cũng không thể nào tin người gầy như que củi quần áo lam lũ cuộn mình vào góc tường lại là cháu trai của mình cảnh sát đã điều tra nhưng cuối cùng không có thu hoạch được gì từ cháu tôi công ty cháu tôi thực tập cũng là một công ty phát hành cổ phiếu rất có danh tiếng loại bỏ nguyên nhân vì công việc dẫn đến tình trạng này mà quan hệ với bạn bè của cháu tôi rất là đơn giản lại thêm dù sao cũng chưa từng xuất hiện chuyện chết người gì lại càng không dính dáng đến phạm tội cuối cùng cảnh sát cũng liền không giải quyết được gì sau khi trương vĩnh nói tới đây nét mặt có chút bất đắc dĩ cháu trai này của tôi từ nhỏ không có cha mẹ thật vất vả mới có thể tốt nghiệp đại học bác hai cùng vợ bác hai cũng chỉ có một đứa cháu trai này trông cậy vào nó sau này lấy vợ sinh con nối dõi tông đường xảy ra vấn đề này tôi cũng không có cách nào bàn giao với hai người bác hai cho nên tôi mời rất nhiều bác sĩ cho dù là bác sĩ tâm lý hay bác sĩ tâm thần nhưng bọn họ đều nói bệnh tâm thần của cháu trai tôi đã tới tình cảnh rất là nghiêm trọng, căn bản không có cách nào trị. Cho nên, Mục đích ông đến tìm tôi là muốn để tôi xem cháu trai ông một chút sao? Phương Minh đã biết Mục đích Trương Vĩnh tìm đến nơi này. Tôi hoài nghi, có thể cháu trai tôi đã gặp phải thứ gì không có sạch sẽ, chẳng qua ngoài trừ cháu tôi, biệt thự kia cũng hy vọng là cậu Phương có thể đi vào xem xem tôi hoài nghi nguyên nhân khiến cháu tôi gặp chuyện không may là có liên quan đến căn biệt thự này nói đến căn biệt thự này trên mặt trương vĩnh có vẻ ảo não giải thích nói tôi mời một bác sĩ tâm lý trứ danh trong nước đến xem bệnh cho cháu trai tôi người bác sĩ tâm lý lợi dụng thôi miên muốn biết thế giới tinh thần của cháu trai tôi nhưng cuối cùng vị bác sĩ tâm lý kia nói cho tôi biết trong trí nhớ của cháu trai tôi đã bị thiếu một đoạn ký ức đó chính là những chuyện đã trải qua trong một tháng ở căn biệt thự này. Ký ức của một con người là một tồn tại rất phức tạp mà một bác sĩ tâm lý giỏi có thể thông qua một số thủ đoạn để khơi gợi trí nhớ của một con người. Dựa theo vị bác sĩ tâm lý kia đã nói, nếu như một người quên mất một chuyện gì đó trong một khoảng thời gian, chỉ có một khả năng, đó chính là ký ức về biệt thự này đối với cháu trai hắn mà nói là một đoạn ký ức kích thích thần kinh sâu nhất dùng cách nói phổ biến thì kích thích này chính là nguyên nhân khiến tâm lý của cháu trai hắn có vấn đề nói cách khác nguyên nhân tạo thành tinh thần của cháu trai hắn bị hỗn loạn chính là những chuyện đã xảy ra trong căn biệt thự kia có kết luận của bác sĩ tâm lý đương nhiên trương vĩnh không dám vào căn biệt thự này ở mà vừa vặn trước đây hắn cũng nghe nói bản lĩnh của Phương Minh từ chỗ của từ Phú Hào. Cho nên khi biết cửa hàng vu đào quán của Phương Minh lại tiếp tục khai trương, liền gọi từ Phú Hào dẫn hắn đi tới. Một ngôi biệt thự có thể bức người ta tới phát điên. Vấn đề này ngược lại rất thú vị. Đi thôi, chúng ta tới căn biệt thự kia xem trước. Nghe được lời nói của Phương Minh, Trương Vĩnh cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức từ trong túi công văn lấy ra một phong thư. "Cầu Phương, đây là phí khổ cực." Từ Phú Hào biết quy củ, Phương Minh cũng không cự tuyệt. Mặc dù nói hiện nay hắn không thiếu mấy vạn đồng, nhưng lấy tiền tài của người khác để trừ tai họa cho người, nếu như hắn không thu tiền này, ngược lại sẽ khiến cho Trương Vĩnh thiếu mình một nhân quả. Nói đi là đi, Phương Minh trực tiếp lên xe của Trương Vĩnh, mà mặc dù Trương Vĩnh có chút nghi ngờ vì sao phương minh lại đi tay không không giống mấy thầy phong thủy đều phải mang theo một ít đạo cụ nhưng cũng biết đây không phải là chuyện hắn nên hỏi xe dừng ở cửa biệt thự trương vĩnh xuống xe đang muốn mở cửa xe cho phương minh nhưng mà tay hắn mới đụng đến cửa xe liền nghe được giọng nói của phương minh truyền ra đi bệnh viện tâm thần trước tôi muốn gặp cháu trai ông dòng điệu trong lời nói của phương minh có cảm giác không cho người khác cự tuyệt trương vĩnh sửng sốt một chút không rõ vì sao đã đến cửa biệt thự rồi lại phải đổi chỗ nhưng từ phú hào ngồi một vị trí khác trên xe đưa mắt ra hiệu cho hắn ra hiệu hắn làm theo trương vĩnh cũng liền không nói gì lên xe lại nổ máy đi về phương hướng bệnh viện tâm thần xe chạy về phương hướng bệnh viện tâm thần dọc theo đường đi Trương Vĩnh có thật nhiều nghi vấn muốn hỏi. Nhưng nhìn thấy Phương Minh nhắm mắt, hơn nữa bạn tốt của hắn là Lão Từ, ở một bên nhìn hắn lắc đầu. Cuối cùng, chỉ có thể dằn xuống phần hiếu kỳ trong lòng. Sợ dĩ từ Phú Hào không để cho Trương Vĩnh mở miệng hỏi, là vì ngay vừa rồi, khi cửa sổ xe hạ xuống, hắn chú ý tầm mắt của Phương Minh chỉ liếc nhìn biệt thự một cái, trong mắt liền co rút, lập tức trên mặt dĩ nhiên nổi lên vẻ không tưởng được sau đó mới mở miệng. Cậu Phương là ai? Trong lòng từ Phú Hào, cậu Phương chính là cao nhân. Một vị cao nhân dĩ nhiên sẽ bộc lộ ra vẻ ngoài như vậy. Đó chỉ có thể nói một điều. Có thể căn biệt thự này thật sự có bí mật động trời. Lớn đến mức ngay cả cậu Phương đều cảm thấy sự tình có chút lớn rồi. Cho nên lúc này nhất định không thể nào quấy nhiễu cậu Phương. Cậu Phương nói cái gì thì cứ làm theo là được. Sau nửa giờ, xe đi tới trước bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần Sơn Thanh này nằm ở một khu công nghiệp ở ngoài ô. Tường vây cao tới 2 mét, bên trên còn có hàng rào điện. Hai bên cũng đều là bãi đất trống hoang vu. Lúc trên đường tới, Trương Vịnh đang gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần, cho nên trực tiếp lái xe vào trong bệnh viện, mà mấy vị nhân viên y tế đã chờ sẵn ở nơi đó từ trước. Tổng Giám đốc Trương, Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Người này không khoác áo blue trắng như những bác sĩ khác, mà lại mặc chính trang, nhiệt tình bắt tay cùng Trương Vĩnh. Cậu Phương à, vị này chính là viện trưởng từ của bệnh viện. Sau khi Trương Vĩnh cùng tự Duệ bắt chuyện xong, liền giới thiệu cho Phương Minh. Vì cháu trai mình đang nằm trong bệnh viện này, nên Trương Vĩnh đã tìm hiểu nghe ngóng một chút tin đồn về bệnh viện này người đã đi vào bệnh viện tâm thần này không mấy người có thể được chăm sóc cẩn thận. Cho nên, vì để cháu trai mình đỡ phải chịu khổ, Trương Vĩnh đã quyên một số tiền không nhỏ cho bệnh viện. Cho nên, đối với bệnh viện, hắn chính là người thân của một núi tiền. Chào cậu Phương Tự vệ thấy Trương Vĩnh có thái độ tôn kính như vậy với một người trẻ tuổi như Phương Minh. Trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng trên mặt không hiện ra rõ ràng, vẫn nhiệt tình chào hỏi viện trưởng từ có thể sắp xếp cho tôi và cháu tôi gặp mặt một lần nữa hay không trương vĩnh tiếp thu lấy ánh mắt của phương minh ra hiệu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chuyện này sao sợ rằng có chút khó khăn trên mặt từ duệ lộ ra do dự khi thấy mặt của trương vĩnh trầm xuống hắn bật người giải thích nói là như vậy tinh thần của trương hạo vẫn không ổn định cho nên bệnh viện chúng tôi đã cố ý cho cậu ấy ở một phòng bệnh riêng. Nhưng vì sợ cậu ấy làm chuyện tự tổn hại bản thân mình, các thầy thuốc đang chuẩn bị tiêm thuốc an thần cho cậu ấy. Nếu như đổi lại là người bị bệnh tâm thần bình thường khác, từ về sớm đã nói bác sĩ trực tiếp dùng biện pháp điện giật hay đánh cho người ta bất tỉnh. Nhưng Trường Vĩnh cho nhiều tiền như vậy, đối xử với cháu trai của hắn đương nhiên không thể thô bạo giống như đối đãi bệnh nhân tâm thần bình thường khác. Không sao, ông cứ dẫn chúng tôi tới là được. Nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của Trương Vĩnh, Từ Duệ cũng không tiếp tục kiên trì. Dù sao thì họ cũng không còn ngược đãi Trương Hạo. Lập tức, ở phía trước dẫn đường, đi về một khu nội trú ở mặt sau. Bệnh viện tâm thần này chia làm tầng trị liệu cùng tầng nằm viện. Giữa hai nơi có lưới sắt tách ra, mà phía trước tầng nằm viện có một thao trường rộng rãi thoáng đẳng. Đây là nơi để bệnh nhân đi dạo nghỉ ngơi. Khi tự vệ dẫn theo đám người phương minh đi về khu nội trú, bên người còn có mấy bác sĩ nam đi theo. Bệnh nhân tâm thần thấy có người nhà đến thăm bệnh, nguyên vốn còn muốn đến gần, mà sau khi thấy mấy bác sĩ nam này trên mặt đều lộ ra sợ hãi, sôi nổi, lùi ra thật xa. Thấy cử động của những bệnh nhân tâm thần này, đôi mắt của Phương Minh hơi hiếp một chút, nhưng mà không nói gì thêm hắn có thể tưởng tượng được ngày bình thường những bệnh nhân tâm thần này đã bị mấy bác sĩ kia đánh không ít lần cho nên dù tinh thần đã hỗn loạn nhưng bởi vì trên sinh lý đau đớn theo bản năng sẽ rời xa mấy vị bác sĩ này đối với loại hiện tượng này phương minh cũng không biết nên nói gì đây không phải là chuyện hắn có thể quản được mỗi một ngành nghề đều có một chuyện khó xử riêng khi hắn đối mặt với một người điên điên khùng khùng không nghe lời. Phải chăng tâm tình cũng sẽ cấu bực nóng nảy. Ngược lại, nếu như không chấn nhiếp những bệnh nhân tâm thần này, sao bệnh viện tâm thần có thể đủ người quản lý được? Một bệnh nhân tâm thần phát cuồng đều cần phải có 4 năm bác sĩ cùng tiến lên. Bệnh viện này tối thiểu cũng có hơn 10 bệnh nhân, chẳng lẽ còn phải phân phối mấy trăm bác sĩ? Tại tầng nội trú dưới sự dẫn dắt của từ Duệ, đoàn người phương minh rất nhanh liền đi tới trước một phòng bệnh đơn. Phòng bệnh này rất đơn giản, bốn phí là tường trắng, bên trong có một cây ghế cùng một cái bàn, ngoài ra cũng chỉ có một cái giường lớn, mà giờ khách này trên giường có một bệnh nhân đang nằm cuộn tròn, bởi vì đưa lưng về cửa nên không cách nào nhìn rõ mặt người này. Một vị bác sĩ trong đoàn người mở cửa ra, sau đó mấy vị bác sĩ cẩn thận phòng bị đi vào trước. Chẳng qua, Trương Hạo nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, hình như không có chút nào nhận ra có người vào trong phòng. "A à, Hạo." Trương Vĩnh không nhịn được hô một câu, Trương Hạo trên giường vẫn không có phản ứng. "Tổng giám đốc Trương, tinh thần của Trương Hạo cực kỳ hỗn loạn, căn bản không nhớ nổi thân phận của mình rồi. Hắn còn nói chính hắn là thần, ông xem bức tranh trên tường này đi." Từ Duệ hiểu rất rõ tình huống của Trương Hạo. Dù sao sau lưng Trương Hạo còn có một kim chủ lớn. Mà thuận theo ngón tay của Từ Duệ, đám người Trương Vĩnh cũng chú ý. Ở trên bức tường bên cạnh giường, vẽ đầy đồ án. Mà vị trí trung tâm nhất của hình vẽ là một người. nhan sắc đỏ tươi rất bắt mắt người nhìn. Tổng giám đốc Trương không nên hiểu nhầm. Đây là thuốc màu đỏ do chúng tôi chế ra. Bởi vì Trương Hạo thường xuyên phát cuồng chỉ cần cho cậu ta vẽ tranh, cậu ta sẽ an tĩnh. Cho nên chúng tôi liền cung cấp thuốc màu cùng bút vẽ cho cậu ấy. Chẳng qua Trương Hạo không thích dùng bút vẽ, mà là trực tiếp dùng ngón tay để vẽ tranh. Nghe được lời giải thích của Từ Duệ, sắc mặt Trương Vĩnh mới dễ nhìn một chút. Mà mấy vị bác sĩ đang muốn đi lên đánh thức Trương Hạo, nhưng bị Phương Minh ngăn. Phương Minh ngăn cử động của mấy vị bác sĩ, mà trực tiếp đi về phía giường bên kia, tự duệ đang đứng bên cạnh có chút lo lắng hiện nay trương hạo có bệnh trạng gián đoạn cậu phương tới gần sợ rằng sẽ có nguy hiểm viện trưởng từ xin an tâm cậu phương không có việc gì đâu từ phú hào một bên ngược lại không có chút lo đừng đùa cao nhân như cậu phương sẽ bị một người bệnh tâm thần gây tổn thương sao không cần nghĩ cũng biết chuyện này không thể nào đi tới gần trương hạo khi phương minh đi tới trước giường bệnh vẫn cuồng tròn bất động. Đột nhiên Trương Hạo có phản ứng, cả người mạnh mẽ xoay người. Một gương mặt bệnh tật tái nhợt, cứ như vậy nhìn chăm chăm Phương Minh. Trong hai con người còn hiện ra mấy tia máu đỏ. Nếu như đổi lại một người khác, nhất định sẽ bị dọa cho giật nhảy mình. Nhưng nét mặt của Phương Minh đều không thay đổi lấy một chút, chỉ có điều lông mày hơi nhíu. Bọn nó sắp tới. Chết! Đều phải chết! nhưng mà biểu tình dữ tợn của trương hào không duy trì được mấy giây đột nhiên hai tay ôm chặt đầu cả người cũng rút thành một đoàn mấy bác sĩ nam đang canh chừng một bên chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào thấy như vậy cũng thở phào một hơi bọn nó là ai phương minh nhìn trương hào nhẹ giọng hỏi trương hào à nhìn vào mắt tôi nói cho tôi biết bọn nó là ai Than âm của Phương Minh phản phất như có một loại ma lực. Vậy mà Trương Hạo thật sự ngẩng đầu. Đôi mắt vàng vện tia máu cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Phương Minh. Và lúc này Phương Minh cũng đối mắt cùng ánh mắt của Trương Hạo. Ở trong ánh mắt vàng vện tia máu đỏ, hắn thấy một loại ánh mắt quen thuộc. Loại ánh mắt này trước đây không lâu hắn cũng đã từng nhìn thấy. Bà cụ nhà họ Kiều kia khi chết bất đắc kỳ tử đã mang theo ánh mắt như vậy trên mặt. Đó là một loại tuyệt vọng sợ hãi. Sau khi đối mặt cùng Phương Minh, ánh mắt của Trương Hạo trầm rãi, bình tĩnh trở lại. Trong miệng cũng bắt đầu nỉ non nói. Bọn nó, bọn nó là chuyển thế. Thế nhưng đúng lúc này, bên ngoài phòng bệnh đột nhiên truyền đến một tiếng rầm. Thanh âm này khiến cho thân thể của Trương Hạo rung lên, đầu một lần nữa rụt trở về, hai tay ôm chặt đầu, như một con rùa rút vào trong góc tường. Sắc mặt của Phương Minh cũng có chút khó coi. Vừa rồi hắn vận dụng thuật pháp, khiến cho thần hồn của Trương Hạo an tĩnh. Động đốc Trương Hạo buông lỏng đề phòng trong lòng, mắt thấy sắp muốn thành công, nhưng rốt cuộc lại thất bại trong gan tất. Các người đi ra xem một chút. Viện trưởng từ quay qua phân phó cho hai vị bác sĩ. Mấy vị bác sĩ nam lập tức đi ra ngoài, mà Phương Minh thì dự định lập lại chiều cũ, tiếp tục trầm giọng hô. Trương Hạo nhìn vào mắt tôi. Nhưng mà lần này Trương Hạo không ngẩng đầu, thậm chí trực tiếp sốc chăn mền. Ở bên dưới chăn có một bãi chất lỏng màu đỏ tươi, không phải máu của cậu ta, mà là thuốc màu đỏ bác sĩ đã chuẩn bị cho cậu ta. Trương Hạo trực tiếp đưa tay đặt lên thuốc màu, sau đó cầm tay dính đầy thuốc màu, tiếp tục vẽ lung tung trên tường. Từ Duệ muốn ngăn, chẳng qua Phương Minh lại giơ tay, ra hiệu cho đám người Từ Duệ không nên khinh cử vọng động. Mà chính hắn thì nhìn chăm chăm bức tranh mà Trương Hạo vẽ vào lúc này. Bức tranh này rất là tùy ý, thậm chí có thể nói là rất trừu tượng. Tay Trương Hạo chính là đang không ngừng vẽ lấy vòng tròn, không hề có lô đích gì đang nói đám người Trương Vĩnh là không rõ vì sao Phương Minh nhìn nghiêm túc như vậy. Nguyên một đám vòng tròn, giao nhau tổ hợp, rậm rạp chằng chịt giống như một đàn bóng, khiến người nhìn rối mắt ngán ngẩm. Nhưng mà Phương Minh lại nhìn đến say mê, không ai chú ý tới khi đang vẽ tranh. Vẻ mặt của Trương Hạo rất bình tĩnh, không có một chút lúng cuốn, thậm chí ánh mắt cũng khôi phục sự trong sáng, tơ máu cũng tiêu lui xuống chẳng qua khi trương hạo vẽ được một nửa đột nhiên dừng mà tại thời khắc này phương minh lập tức mở miệng nói trương hạo nỗ lực lên tiếp tục vẽ đi đối với hình vẽ trương hạo vẽ này phương minh vô cùng quan tâm bởi vì đồ án này chính là đồ án khi trước hắn phát hiện trong óc của bà cụ nhà họ kiều chỉ có điều đồ án trong đầu bà cụ nhà họ kiều đã bị hủy mà bây giờ trương hạo một lần nữa có thể vẽ lại đồ án kia bức tranh này đã hoàn thành phần nửa trực giác nói cho Phương Minh biết nếu như bức tranh này triệt để hiện ra rõ ràng hắn sẽ phát hiện một bí mật lớn bằng trời có lẽ bí mật dính tới Trường Sinh cùng chuyện thế vô cùng bí ẩn kia trước đây bên phía nhà họ Kiều theo bà cụ nhà họ Kiều tử vong đầu mối cũng bị chặt đứt Phương Minh cũng chỉ có thể tiếc núi buông tha nhưng hắn không nghĩ tới rốt cuộc lại có thể tiếp xúc tới bí mật này ở ngay trên người Trường Hạo nơi đây cơ hội tốt như vậy, lần này hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhưng mà Trương Hào chỉ chậm chạp, không tiếp tục vẽ tiếp. Thậm chí đột nhiên lấy tay xóa sạch đồ án đã vẽ trên tường từ lúc trước. Giống như trên tường vốn đã tồn tại mấy đồ án màu đỏ. Mà hình vẽ hiện tại trên tường lại chính là hình dáng của đồ án sau khi bị hủy bỏ trong đầu của bà cụ khi trước. Như vậy, như vậy bọn nó liền sẽ không tới Liền sẽ không tới Trương Hạo tiến vào trạng thái điên cuồng Mà lúc này Phương Minh không do dự Trực tiếp điểm một cái Tại trên gáy của Trương Hạo Một chỉ này điểm xuống Cả người Trương Hạo ngốc như gà gỗ Ngỡ người ra Mà sau khi Phương Minh thu ngón tay Quay qua nói với Trương Vĩnh Mang cậu ấy lên xe Dẫn theo cậu ấy cùng đến ngôi biệt thự Không được Trương Vĩnh còn chưa đáp Từ vệ đã cự tuyệt trước một bước giải thích nói. Tổng giám đốc Trương, lúc Trương Hạo được đưa vào đã trải qua ban ngành công an cưỡng chế thi hành. Nếu như chưa chữa khỏi, tuyệt đối không thể nào xuất viện được. Đương nhiên, bệnh viện tâm thần có quy định rất rõ ràng với bệnh nhân. Nếu như sau khi bệnh nhân được thả ra ngoài gây nên chuyện gì, bệnh viện sẽ phải gánh trách nhiệm. Về phía công an, tôi sẽ giải quyết. Phương Minh nhạt nhạt trả lời một câu. Nguyên vốn tự vệ còn muốn nói, cậu giải quyết cái quái gì cậu cho rằng cậu là bộ trưởng bộ công an sao? Nhưng sau khi nghĩ đến số tiền Trương Vĩnh đã cho bệnh viện, rốt cuộc vẫn nhịn được. Dù sao thì khi nào hắn không nhận được công an bên kia báo tin, thì khi đó còn sẽ không thả người. Đi ra khỏi phòng bệnh, Phương Minh lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại. Mà thấy Phương Minh đi ra khỏi phòng bệnh, đám người Trương Vĩnh đều chạy theo ra ngoài. Chẳng qua, giờ khắc này ở phía kia hành lang Mấy vị bác sĩ đang giữ chặt lấy một nam thanh niên, quyền đấm cước đá điên cuồng đánh vào trên người nam thanh niên này. Sao, ai cho mày chạy? Xem ra lần trước để mày bị điện giật còn chưa có đủ. Những thầy thuốc kia một trận quyền đấm cước đá mà người bị bệnh tâm thần kia chỉ ôm đầu thống khổ quát. Tôi không có bị bệnh, tôi không bị bệnh, các người thả tôi đi ra ngoài đi. Có bị bệnh hay không không phải là mày định đoạt đâu dùng điện giật cho nó ngất đi. Mấy bác sĩ trói chặt người bị bệnh tâm thần này, Phương Minh liếc nhìn bên kia một cái. Đây là một người thanh niên hơn 20 tuổi sắc mặt trắng bệch, trên mặt có một cục máu ứ động lớn, lúc này vô lực mặc cho mấy bác sĩ kia khiên đi. Đó là một bệnh nhân tâm thần ngoan cố, không chỉ không phối hợp trị liệu, còn thường xuyên quát tháo thường tổn những bệnh nhân khác. Thầy thuốc chúng tôi cũng đã có mấy người bị hăng cắn cho bị thương. Tự Duệ vừa ra ngoài, nhận ra đám người Phương Minh đưa mắt nhìn hướng bên kia, liền vội vàng giải thích. Hắn cũng không muốn để người ngoài thấy mặt không tốt của bệnh viện, tuy rằng bệnh viện này của hắn thật sự tồn tại rất nhiều điểm âm u. Phương Minh không nói gì thêm, lúc này tâm tư của hắn toàn bộ đều đặt trên người của Trương Hạo, mà khi hắn cúp điện thoại không bao lâu, điện thoại của Tự Duệ liền vang, nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, Tự vệ có chút kinh ngạc, cầm điện thoại đi tới một bên nhận. Thân phận người gọi đến cũng không thấp, từ đầu tới đuôi, thái độ của tự vệ đều rất cung kính, không ngừng vân dạ, nhất định làm theo. Đợi tới sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của tự vệ nhìn về phương minh, mang theo hiếu kỳ cùng kính nể. Cuộc điện thoại vừa rồi là do một vị quan viên bên hệ thống vệ sinh gọi tới. Nội dung trong điện thoại chỉ có một vấn đề, là để cậu Phương dẫn Trương Hạo đi. Tuy rằng vị kia cũng không nói cậu Phương có thân phận gì, thế nhưng trong giọng nói cũng tiết lộ một điểm, nhất định phải tôn kính đối với cậu Phương kia. Cậu Phương, bên trên đã đồng ý để cậu đưa Trương Hạo đi. Cậu muốn dẫn Trương Hạo đi đâu, tôi sắp xếp mấy bác sĩ đi cùng với cậu. Mặt khác, bệnh viện cũng có xe cứu thương. Không cần đâu, ông chủ trường, đợi cháu của ông đi thôi. Phương Minh cự tuyệt ý tốt của Từ Duệ, mà giờ khắc này Trương Vĩnh cũng đã nhận ra. Năng lượng của cầu Phương này qua sức tưởng tượng của mình. Một cuộc điện thoại là có thể cho một người bị bệnh tâm thần xuất viện. Chuyện này không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Phải biết rằng người bị bệnh tâm thần ở bên ngoài rất dễ dàng mang đến bất ổn cho xã hội. Một khi xảy ra chuyện gì, vậy quan viên đã thả bệnh nhân ra sẽ phải gánh trách nhiệm đầu năm nay có quan chức nào không thương tiếc mũ cánh chuồng trên đầu mình đâu. Cho nên chỉ có một khả năng, chính là còn có quan viên chức vụ càng cao hơn gọi tới. Trong lòng của Trương Vĩnh tràn đầy may mắn. Cậu Phương là thượng khách của nhà quan lại quyền quý. Nhân vật như vậy căn bản không phải dựa vào tiền là có thể mời được. Mình có thể tìm được đến cậu Phương hỗ trợ, thật là gặp vận may lớn. Nghĩ tới đây thái độ của Trường Vĩnh đối với Phương Minh càng thêm tôn kính. Nhắc tới cũng kỳ, từ khi bị đưa lên trên xe đến biệt thự, dọc theo con đường này, Trương Hạo vô cùng an tĩnh. Nhưng mà tới được cửa biệt thự, khi xuống xe thấy biệt thự, Trương Hạo lại phát điên, đẩy Trương Vĩnh ra xoay người muốn chạy đi. Nhưng mà có Phương Minh ở đây, làm sao Trương Hạo có thể chạy thoát? tay phải phương minh xách cổ áo của trương hạo giống như sách một con chó nhỏ đi vào biệt thự sau khi vào biệt thự rồi lúc này phương minh mới thả trương hạo ra điều quỷ dị là lúc trước ở cửa biệt thự trương hạo còn muốn chạy trốn nhưng sau khi đi vào lại ngoan ngoãn ngồi ở trên sàn nhà bà xã hà đi pha trà cho cậu phương trương vĩnh ra hiệu cho vợ mình đi pha trà chẳng qua phương minh trực tiếp xua tay cự tuyệt ông chủ trương Tôi xin nói thẳng một câu Biệt thự này của ông tồn tại một bí mật lớn Sau khi nói xong lời này Ánh mắt của Phương Minh vẫn nhìn phòng khách của biệt thự Toàn bộ sảnh lớn là loại phong thủy phục cổ Bàn ăn làm từ gỗ liêm Gần như tất cả vật dụng trong nhà đều được làm từ gỗ liêm Có vẻ vừa to lớn vừa huy hoàng Sau khi nghe thấy những lời Phương Minh nói Nét mặt của Trương Vĩnh không có gì ngoài ý muốn bởi vì hắn đã đoán được lại thêm lúc trước Phương Minh đi tới biệt thự lại không tiến vào mà trực tiếp đi tìm cháu trai mình. Chuyện này cũng đã để hắn đoán được đôi chút. Cậu Phương à, rốt cuộc căn biệt thự này có vấn đề gì? Tôi đã mời thám tử tư điều tra, cũng mời thầy phong thủy tới thăm, đều nói là không có vấn đề. Đương nhiên không phải tôi hoài nghi lời của cậu Phương. Cậu Phương là cao nhân có bản lãnh thật sự, nhưng điểm mà mấy thầy phong thủy khác không nhìn ra được, đương nhiên cậu phương có thể nhìn ra không cần khen tặng tôi phương diện phong thủy của biệt thự này không có vấn đề nếu như muốn nói có vấn đề đó chính là xuất hiện trên người cháu trai này của ông ông biết ngày sinh tháng đẻ của cháu trai ông cho tôi đi ờ dạ được trương vĩnh lấy giấy bút viết xuống ngày sinh tháng đẻ của cháu trai nhà mình mà khi phương minh thấy ngày sinh tháng đẻ này trong mắt có chút co rút quả nhiên giống hệt với suy nghĩ của hắn Phương Minh tiếp nhận giấy bút, tại trên giấy này, đồng thời biết xuống ngày sinh tháng đẻ của hai người khác. Trương Vĩnh cùng từ Phú Hào cũng tò mò nhìn thoáng qua. Kết quả, phát hiện thời gian sinh của ba ngày sinh tháng đẻ này giống nhau như đúc. Cậu Phương ạ, à, hai ngày sinh tháng đẻ này là của ai? Từ Phú Hào không nhịn được hiếu kỳ hỏi một câu. Hai người này không có bất kỳ quan hệ gì với Trương Hạo Hai ngày sinh tháng đẻ này không phải là của người khác, mà chính là của bà cụ nhà họ Kiều cùng Diệp Mai. Trước đây, sau khi chuyện nhà họ Kiều được giải quyết, Phương Minh hỏi thăm ngày sinh tháng đẻ của Diệp Mai cùng bà cụ nhà họ Kiều. Ngoài y muốn phát hiện giờ sinh của hai người này rất giống nhau, mà bây giờ Trương Hạo cũng ra đời ở cái thời gian này. Cùng một thời điểm giống như nhau, cũng một đồ án giống như nhau, một cái là giá y một cái là biệt thự rốt cuộc hai người này có quan hệ gì trong lòng phương minh tự hỏi bắt đầu suy tư điểm giống nhau của ba người này trước đây khi hắn nhìn căn biệt thự này vừa liếc mắt liền đã nhận ra có điểm gì không đúng không phải điểm khác lạ trên phương diện phong thủy mà là cả căn biệt thự này cho hắn một loại cảm giác rất đặc thù cảm giác này chỉ có trước đây hắn thấy giá y mới từng xuất hiện thôi cũng chính bởi vì nguyên nhân này khi vừa liếc mắt nhìn đến căn biệt thự này hắn liền nghĩ đến bà nội kiều đã bị hại cho nên lập tức liền đến bệnh viện tâm thần ít nhất phải đảm bảo trương hạo không gặp nguy hiểm trong ghi chép của bà nội kiều nhắc tới bọn nó mà lúc trước khi trương hạo điên cuồng cũng nhắc tới bọn nó bọn nó là ai cùng chuyện thế trường sinh có quan hệ gì có mấy nghi ngờ này đều quanh quẩn trong đầu của phương minh chẳng qua lập tức dường như hắn đã nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay sang hỏi Trương Vĩnh. Ông có ảnh chụp toàn bộ căn biệt thự này không? Vâng có đây. Trương Vĩnh đi về tầng 2 của căn biệt thự, không bao lâu sau, trên tay cầm lấy một cây túi đi xuống. Trong túi có rất nhiều ảnh chụp, là ảnh chụp căn biệt thự này. Trong đó liền có mấy tấm ảnh chụp toàn diện căn biệt thự từ máy bay không người lái. Phương Minh cầm mấy bức ảnh này trong tay, sau đó rải đều lên trên bàn, đồng thời lấy điện thoại di động của mình ra, tìm được ảnh bộ giá y mình đã chụp khi trước, sau đó lại phóng to bức hình. Trong khi điện thoại di động chỉ có thể nhìn thấy một góc của bộ giá y, khóe miệng phương minh cong lên, bởi vì cuối cùng thì hắn đã phá giải được liên hệ giữa biệt thự cùng bộ giá y kia. Cậu Phương, đây là gì? Trương Vĩnh cùng từ Phú Hào hiếu kỳ. Tại sao cậu Phương đột nhiên nhìn một bức ảnh giá y cái đó và căn biệt thự này có quan hệ gì sao? Sau khi Phương Minh nói câu tiếp theo ra khỏi miệng, Trương Vĩnh cùng từ Phú Hào đều bị dao động kinh trụ. Chẳng lẽ hai người không cảm thấy sau khi phóng to bức giá y này thì chính là biệt thự trước mặt này sao? Không sai, đây là phát hiện của Phương Minh. Lúc trước hắn còn cảm thấy kỳ, nhưng bây giờ sau khi phóng to bộ giá y này lên ở trong đầu của hắn là tự động xếp chồng bộ giá y đã được phóng to vô số lần cùng căn biệt thự này lên nhau. Độ trùng khớp của hai dĩ nhiên đạt tới hơn 90%. Hoa văn long phượng trên bộ giá y đối ứng với vườn hoa đã được cắt tỉ cẩn thận của căn biệt thự này. Đương nhiên, điều này cần khả năng tưởng tượng cực kỳ mạnh mẽ mới có thể nhìn ra. Mà Phương Minh chính là trùng hợp có bản lĩnh như vậy. Trương Vĩnh đang đứng bên cạnh, tuy rằng không nhìn ra, nhưng bọn hắn tin tưởng lời nói của Phương Minh nghe được biệt thự dĩ nhiên lại giống một bộ giá y. Trong lòng Trương Vĩnh liền cảm giác có chút lạnh lẽo, không thể nói thành lời là vì sao. Bởi vì bộ giá y này có liên quan với căn biệt thự, mà liên hệ giữa Trương Hạo cùng bà nội Kiều còn có dịp mai cũng đã tìm ra. Nói cách khác, nếu như người bình thường vào biệt thự này ở sẽ không có vấn đề, chưa phi là loài người có ngày sinh tháng đẻ như trương hạo chẳng qua tình huống của trương hạo cùng hai người khác lại có khác nhau đã giải quyết được một vấn đề nhưng mà lại là một vấn đề khác xuất hiện trương hạo là thần kinh nhận lấy kích thích gần như biến thành một người điên chẳng lẽ nói trương hạo sẽ chuyển thế thành một người điên chuyện này khó tránh khỏi có chút xa nghĩ tới đây ánh mắt của phương minh nhìn về trương hạo trong lòng hắn có một suy nghĩ to gan lớn mật. Kết thúc tập 129 của bộ truyện đô thị siêu cấp vô sư, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.